Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay Nguyễn tiếp tục giới thiệu và cập nhật đến được cả các bác đam âm thanh và yêu quý về dòng loa DK-X6. Hôm nay anh Nguyễn lại tiếp tục nhập những đôi loa DK-X6 chất lượng cao về phục vụ tất cả các bác, các anh chị, các bạn và các em đam âm thanh yêu hát. Thì dòng loa DK-X6 là một dòng loa có thương hiệu Anh Quốc và được sản xuất nguyên thùng, nguyên hộp từ Trung Quốc. Dòng loa này dòng loa sử dụng một bát 30 gân lụa làm dầu từ 19-76 và một chiếc kèn titan từ 12-44. Dòng này thứ nhất là bề ngoài có màu vàng gôn rất là đẹp. Thứ hai, thùng của nó rất là sâu và thùng được thiết kế bằng gỗ ép 7 lớp rất đẹp và trông bắt mắt. Thông tin về sản phẩm: công suất tối thiểu là 330W và lớn nhất là 660W, độ trở 8 ohm. Đây chính là seri của mã loa. Thì dòng loa này anh Nguyễn đã cung cấp rất nhiều thị trường và các bác đánh giá tương đối tốt, và phân khúc tiền không cao, hơn 7 triệu, nhưng thực sự đáng để chơi và đáng để nghe. Có thể phòng hát chuyên nghiệp các bác sử dụng hai đôi loa DK này quá đủ cho phòng hát chuyên nghiệp đó nhé, bởi chất âm của nó cực kỳ uy lực mạnh mẽ, trên chiếc loa là cao sáng và nhẹ rơi. Hiện nay anh Nguyễn nhập được 10 đôi DK để tiếp tục phụ những đôi DK nhà anh Nguyễn về liên tục. Các bác cứ đến nhà là mua, cứ mở là lấy, bởi vì chất âm nó không có gì để chê. Với số tiền không cao nhưng thực sự mình đáng phục với dòng loa DK, độ bền cao, độ thẩm mỹ. Tức là dòng loa DK-X6 nó đảm bảo được 3 yếu tố, 3 phẩm chất. Thứ nhất là về đẹp, thứ hai là về chất âm, và thứ ba là mềm dẻo. Thì dòng này rất bắt mắt, có màu vàng gold thể hiện sự cao quý, quyền lực và sang trọng về hình thức và tuyệt vời về chất âm. Để anh Nguyễn tiếp tục, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 110, rất ok. Rồi cả, ngoài ra nhà em còn có những quả trầm đơn Martin rất là đẹp, bán lẻ một chiếc cũng chơi, bán cả đôi cũng chơi, thùng gỗ ép, thùng vải xịn rất là nhiều. Đó là B3.